Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đến tỉnh An Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn biên giới, huyện An Phú và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Đoàn công tác lưu ý tỉnh An Giang cần chủ động xây dựng thêm các khu tiếp nhận, cách ly tập trung, cung cấp thêm trang thiết bị điều trị ở các bệnh viện, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, xây dựng các kế hoạch phòng ngừa đối phó với các trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về, tăng cường kiểm soát chốt chặn biên giới, đảm bảo công tác phòng chống dịch trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.